Giới thiệu đây là món sắn nếp nhá. Sắn này mùa thu hoạch của nó bây giờ là đang vào mùa tháng 12 dương lịch. Đấy, sắn này luộc tí nữa xem. Ăn rất là bở. Đấy, đấy rổ sắn này. Đấy, này cái vỏ bóc này. Đấy, bóc một phát sang. Đấy, bây giờ mình bóc vỏ nhá. Bóc vỏ này. Để bạn bóc vỏ thì bạn cắt vào hai đầu củ sắn nhá. Đây củ này dài ra đôi. Để xong rồi chúng ta khía một đường này. Đấy. Khía một đường này xong rồi bóc ra này. Đấy, bóc vỏ sắn ra này, đấy thấy không? Bóc vỏ này. Đấy. Thấy không? Đấy. Chúng ta bóc vào cái lớp vỏ ngoài này đi. Đấy. Thấy không? Ngon không? Đấy. Đây, bóc lớp vỏ. Bóc lớp vỏ. Bóc lớp vỏ, đấy, lớp vỏ sắn đấy, đấy, thấy không? Rồi, xong rồi, xong nhá, xong rồi chúng ta đấy, một rổ sắn rất là ngon, đấy, chúng ta cho vào rửa, rửa sạch xong cho vào nồi để luộc. Ở đây là rửa sắn này, chúng ta rửa sắn cho sạch sẽ đi. Đấy, rửa vòi nước, đầu vòi nước, đây quay rửa đây. Đấy, rửa. Rửa sắn trắng này. Sắn này rất trắng. Sắn này sắn nếp, ăn luộc ăn rất thơm. Da của sắn này rất là sạch, nhưng mà cái lúc nãy chúng ta lóc vỏ là cái tay thì ra nó cứ dính cái vỏ ngoài nó dính đất. Nên bây giờ ta phải rửa sạch sẽ cho nó. Không có vấn đề gì cả. Được chưa? Thấy rổ sắn ngon không? Đấy, quá sạch rồi. Quá sạch. Ấy. Rổ sắn. Thế bây giờ là cho vào nồi để luộc. Bắt đầu chúng ta cho sắn vào nồi này. Lưu ý là cho sắn vào nồi luộc thì chúng ta cho những cái củ to xuống phía trước, đấy. Củ to xuống trước, đấy. Củ to cho xuống trước, đấy. Xong rồi những củ bé cho lên trên, củ bé cho lên trên, đấy. Củ bé cho lên trên, xong, đây xong bắt đầu chúng ta cho nước vào. Cho nước vào để luộc nhá. Bơm nước. Bơm nước vào ngập sắn nhá. Bơm nước vào đầy ngập sắn thì thôi. Đấy, ta bơm nước vào đầy ngập sắn. Ăn một thứ thôi. Đấy. Nước ngập củ sắn này. Xong. Chúng ta cho vào bếp nấu. Đẩy vung vào cho bếp nấu. Đẩy vung vào cho vào phần bếp đi. Đấy. Lâu lâu đi nào. Đấy, chúng ta bắt đầu luộc nhá. Luộc này chắc khoảng 30 phút là chín. Khi nào củ sắn nó bở tung lên. Ăn ngon. Tuyệt vời luôn. Đấy, nhìn đẹp chưa? Đấy, chuẩn bị sủi rồi nhá. Nồi sắn chuẩn bị sủi rồi đấy. Rất là ngon này. Đấy, quay sát ngon không? Đấy, đó là sủi lăn tăn rồi đấy. 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 Nồi sắn bắt đầu sủi nhá.
Mùi sắn bắt đầu sủi rồi nhá. Tại sao không biết nói? Ngon không? À, mùi sắn luộc đang chuẩn bị sủi nhá. Đây là giống sắn nếp nhá. Củ luộc xong nó bở, ăn rất là thơm, bùi. Cái sắn này là được trồng ở vùng đồi núi đất sạch ở Ba Vì. Rau sắn hái xong muối chua, xong nấu ăn, có thể xào, nấu canh hoặc chế biến được nhiều món, ăn rất là ngon. Đấy, mọi người thấy nó sủi chưa? Sắn đang sủi đấy nhá. Đấy. Củ sắn luộc chín nó bắt đầu nở ra này. Nở ra rất là ngon nhá. Đấy. Thấy không, củ sắn nó đang bở đấy. Sắn này rất là bở. Ui, mùi thơm quá. Mùi thơm tuyệt vời rồi. Chính nghĩa tí nữa sắn chuẩn bị gần chín thì chúng ta sẽ rắc trong một ít muối mà, để nó có vị đậm, sau ăn dễ ăn hơn. Còn khi chúng ta ăn thì chúng ta có thể chấm với đường, hoặc nếu có muối vừng thì chấm muối vừng cũng được, hoặc là ăn không cũng không sao cả. Ngon chưa? Củ sắn ngon chưa? Đấy, củ sắn ngon chưa? Sắn quá ngon rồi. Đấy, nồi sắn rất là thơm nhé. À, chúng ta thử mở ra nhé, mở ra để kiểm tra xem là sắn chín chưa nhé. Wow, ngon quá, ngon quá, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Sắn đang sủi nhá, thấy chưa? Bọn con thấy chưa, nồi sắn chưa? Đấy, thấy nồi sắn ngon chưa? Đấy, nước đang sôi, sắn rất là bở nhá. Củ sắn rất là bở, thơm tuyệt vời luôn, rất là thơm nhé. Để mình thử một ít xem sắn chín chưa nhé. Thử thử xem. Củ sắn rất là bở. À, như này là chín được rồi bà con ạ. Này là chín được rồi. Thơm lắm. Mình cho thêm ít muối cho củ sắn nó đậm đậm nhá. Cho thêm ít muối. Đấy. Để cho củ sắn nó đậm. Củ sắn nó đậm thì nó sẽ ngon. Chúng ta lại vung vào luộc thêm một lúc nữa. Luộc thêm một lúc nữa là ăn được. Wow. Thơm quá, thơm ngon tuyệt vời luôn. Đấy, sắn khi nó đã nở củ
sắn nó bở, nó nở tung đều rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp và bắt sắn ra. Bắt sắn ra chúng ta đổ bỏ nước đi, xong rồi để bếp lên cho một lúc cho nó ráo nước, đun cho nó ráo nước đi. Đấy nhá, bắt quả ra xong mình đổ vào nước. Đấy. Đây. Wow, ngon quá. Đấy, sau khi đổ nước là sắn nó bở như này đây. Đấy. Chúng ta lại bật bếp. Bật bếp đun ở số nhỏ. Đun nhỏ nhỏ lửa thôi để cho sắn nó khô. Chúng ta cho một ít muối bút canh cho nó thơm, cho nó đậm đậm sắn. Đấy nhá. Nó sắn đang để một lúc cho nó khô. Nó khô hết cái nước này thì sẽ bỏ ra ăn. Ngon chưa? Đấy nhá. Đây, nồi sắn luộc đã chín và bác ra nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ bỏ ra rổ để cho nó ráo nước. Bỏ ra rổ, ui bở quá. Bở quá, ui. À, ngon quá. Ăn thử, ui. Ngon quá, ngon quá. Ui. Bỏ quá, bỏ quá, bỏ quá. À. Ngon tuyệt vời. Ngon lắm, bở. Bở ngon quá. Thắm bở quá. Bây giờ bỏ sắn ra nhá. Tiếp tục bỏ sắn ra này. Ủa, ngon không? Củ sắn ngon không? Đấy. Cứ quay xa ra. Bở ơi là bở. Ủa. Wow, nóng quá. Wow, bở tung hết rồi. Ui dồi. Wow, bở tung hết. Ui dồi. Ui, củ sắn ngon quá. Sắn ngon tuyệt vời. Sắn ngon tuyệt vời quá. Wow, à, bỏng quá. Wow, bỏng quá. Ui, đây nhá. Khúc sắn lúc nãy này. Khúc sắn lúc nãy đây. Đấy, khúc sắn lúc nãy đây. Và nó rất là bở thế. Đấy, khúc sắn đây. Rất là bở. Ui, bở quá. Sắn này chấm đường ăn tuyệt vời nhá. Đây nhá, khúc sắn lúc nãy đây. Ngon chưa? Tôi đang ở dưới đất. Con bọ cạp cũng thế. Và tôi đã có. Nếu bà ấy ăn, bà ấy ăn có lựa chọn. Đây nha, củ sắn bở lúc nãy đây nha. Đấy, ngon chưa? Đấy, ngon tuyệt vời luôn nha. Đây này, củ sắn này lúc nãy này. Sắn này lúc nãy lóc ra. Ui, nóng quá. Nóng tuyệt vời luôn. Ui, nóng quá. Ngon chưa? Ngon chưa? Đây mình làm miếng bé này nhá. Miếng bé này.
Đó. Nếu thả tôi ra, À. tôi có thể giúp cô đi săn. Thật ra, Ngon lắm. Bở ngon câu tuyệt vời chuyện luôn. là Đấy, hắn bở chưa? Vừa thơm, đậm đậm. được rồi. Sắn này cũng Thế này gọi chuẩn là một gì? trăm một trăm ngon luôn. Vậy là gì? Ngon, ngon quá. Ngon không? Đấy. Rất là bở nha. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ Đấy. diễn